Hi, 皆さんどうも、こんにちは。Xin chào các bạn, mình là Nghĩa của Samurai Chang. Khi chúng ta học bất kỳ một cái môn ngoại ngữ nào, thì cái việc mà chúng ta dùng sai từ là cái điều mà không thể tránh khỏi được. Mặc dù xét về mặt ngữ pháp thì nó đúng, không có gì là sai cả. Tuy nhiên, đối với cả người bản địa thì nó không được tự nhiên cho lắm các bạn ạ. Và một số trường hợp thì gần như là họ không sử dụng bao giờ cả. Tiếng Nhật cũng như vậy, mình đã tiếp xúc với cả rất là nhiều các bạn mà mới học tiếng Nhật thì thấy là có một số lỗi cơ bản mà chúng ta rất hay gặp phải. Mặc dù là đúng ngữ pháp nhưng người bản địa thì họ ít hoặc là không bao giờ sử dụng như vậy các bạn ạ. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một số cái lỗi cơ bản đó. Cái lỗi đầu tiên đó là cái lỗi mà chia động từ thể hiện tại tiếp diễn, đó là vete imasu. Hai, moshi moshi. どうした？あ、今教室にいています。Vâng, thưa các bạn, theo đúng cấu trúc ngữ pháp ấy, thì hiện tại tiếp diễn trong tiếng Nhật thì đó là động từ chia thể T này và đằng sau thì các bạn sẽ thêm imasu vào. Cái này thì về mặt cấu trúc ngữ pháp thì nó không có gì sai cả. Tuy nhiên, đối với cả cái động từ imasu và arimasu thì nó lại không tồn tại thể hiện tại tiếp diễn các bạn ạ. Không bao giờ người ta nói là bây giờ đang ở đâu mà mình lại nói là 今どこどこにいています。学校にいています。教室にいています。会社にいています。Cái này gần như người bản địa họ không bao giờ nói các bạn ạ. Hoặc là các bạn nói là các bạn đang có ô tô. 私は今車があっています。Cái này thì mình thấy các bạn mới học tiếng Nhật thì mắc phải lỗi này khá là nhiều. Đối với cả trường hợp các bạn nói bây giờ các bạn đang ở đâu thì mình chỉ cần nói đơn giản là 今教室にいますよ。今会社にいますよ。Trường hợp thứ hai đó là động từ thể khả năng các bạn ạ. Của mình cứ đã sai. Moshi moshi. Ima doa no mae ni ite imasu. Kagi ga nai kaza mada haizete imasen. Đối với cả thể khả năng ấy thì người Nhật họ không bao giờ họ chia nó ở thì hiện tại tiếp diễn cả. Lỗi này thì mình nghĩ là nó do các bạn bị ảnh hưởng từ tiếng Việt. Trong tiếng Việt là các bạn thường nói là gì nhỉ? Bây giờ thì tôi vẫn chưa thể vào được. Thế nên là các bạn ốp từ tiếng Việt nguyên sang tiếng Nhật. Đối với cả trường hợp này thì các bạn chỉ cần nói là ima mada haidemasen. Ima mada tsukaemasen. Rất đơn giản đúng không ạ? Trường hợp thứ ba đó là anata. Gia-san, shushin wa dochira desu ka? Watashi wa Hanoi kara kimashita. Sensei, anata wa Hanoi e ita koto ga azimasu ka? Trước tiên thì cái anata ấy các bạn ạ, nó là đại từ nhân xưng dùng cho ngôi thứ hai. Nó giống như kiểu you ở trong tiếng Anh ấy. Nhưng có một chú ý đó là cái anata này nó không bao giờ nó dùng cho người bề trên này hoặc là người hơn tuổi mình các bạn ạ. Nó chỉ dùng khi các bạn nói chuyện với cả người ít tuổi hơn mình hoặc là bạn bè bằng vai phải lứa thì các bạn có thể gọi trực tiếp là anata. Nhưng mà đối với cả ví dụ là giáo viên hay là cấp trên của mình mà các bạn gọi trực tiếp là anata ấy, thì cái này người bản địa không bao giờ họ dùng như thế cả. Và đặc biệt là du học sinh chúng ta, những người mà mới học tiếng Nhật ấy, mình thấy rất không phải là người Việt Nam không đâu mà các bạn đến từ Trung Quốc hay là Hàn Quốc hay là Sri Lanka chẳng hạn. Đôi khi các bạn ấy quên ấy, nên các bạn ấy cũng gọi giáo viên là anata. Cái này tuyệt đối không được các bạn nhé. Vậy thì trong những trường hợp như này thì mình nói như thế nào để cho nó hợp lý? Trường hợp thứ nhất đó là các bạn nói chuyện trực tiếp với người ta luôn mà không cần nói chủ ngữ. Trường hợp thứ hai đó là các bạn gọi trực tiếp tên của người ta. Và trường hợp thứ ba đó là các bạn gọi chức vụ của người ta. Ví dụ như là sensei này, sacho này, kacho này, rồi là chuunin này, rất là nhiều đúng không ạ? Sensei, Hanoi e itta koto ga arimasu ka? Sacho, Hanoi e itta koto ga arimasu ka? Kacho, Hanoi e itta koto ga arimasu ka? Yamada-san, Hanoi e itta koto ga arimasu ka? Vâng, những lỗi mà mình vừa chia sẻ cho các bạn ấy, nó rất là nhỏ và đơn giản nhưng mà nó lại rất cơ bản các bạn ạ. Mình hy vọng qua video này các bạn sẽ tránh mắc phải những lỗi cơ bản này hơn. Chúc các bạn học tốt tiếng Nhật và hẹn gặp lại các bạn trong các video sắp tới. Xin chào. Giờ này.